Yamaha 82 này công suất nó hơi hấp là 2400 anh em. Còn động cơ của IH850 á thì 2500, con này AV82 thì nó hơi bị kiềm thì hãng công suất nó cũng 4.98 anh em ơi. Con kia nó nhanh đời tua hơn con này. Con kia 2500, con này 2400 các bạn. 4.98 mấy động cơ Yamaha này hình như đẩy là biết thông số của bít tông hết trơn anh em ơi. Còn đời tua thì mình vô thông số mình đọc thấy các bạn. Mấy con này thì chạy rất là dữ dằn, rất là nhanh nha các bạn. Quá nhanh không? Quá tốc độ luôn em. Anh chạy vô thế trong nữa các bạn. Khu này không biết chạy bao lâu ha. Hồi nó bự nó gống anh em, mà nó bự nó gống thè bè vậy đó. Ghê không? Mấy anh em nghe tiếng không à? Dữ lắm nha các bạn. Thường thường máy đấu này là mấy cái máy nó mạnh thêm được có chừng 2-3 ngựa đó anh em ơi. Bị tắt anh em ơi. Rất ngoạn thì nói chung là mình hơi rung các bạn. Hơi xa. Anh em coi có rung anh em cũng không cảm ha. Cái này như cái đấu mô ly có ướt cắt giật dữ lắm nha anh em. Sự quay con này anh em coi tốc độ chạy của Nhật chứ coi cái tiếng vô nó anh em, nghe tiếng vô ghiền luôn các bạn. Nổ bung chì hiên luôn như là xe mà ốc vô đấy các bạn ơi. Ngày khỏi cần móc, cái này mình đấu chục vô là nổ lớn rồi các bạn. Giống như xe mà muốn nổ lớn thì anh em mua vô bự, vô móc gì đó. Vô vậy thì nổ lớn, còn này gắn chục vô là lớn luôn anh em ơi. Thì rất là tốc độ anh em. Ghê tốc độ lắm. Lâu quá mình cũng không quay Yamaha anh em, xuống đây thì gặp Yamaha chạy của Nhật. Mà gặp Yamaha đấu trục vô nó mới ghê các bạn. Con này chạy chắc cũng khoảng tầm 1-2 tiếng nó mới xong quá anh em. Tại nãy giờ mình quay cũng được 8 phút gì rồi. Rồi tốc độ ghê không, bụi ốc nổi rồi các bạn ơi, của Nhật mà. Ốc nổi luôn nè. Một ngày vậy là anh tài xế này anh nói một ngày vậy là chạy gắn turbo này khoảng ít xăng dầu khoảng 5-6 lít gì đó anh em ơi, cỡ đó cũng có hơn. Nhưng mà máy thì nó cũng mạnh hơn đó các bạn. Anh em nghe tiếng là biết rồi ha. Quá tiếng rồi nè ơi.
chưa thấy tiếng máy nào mà chắc mà như tiếng máy cài anh em ghế gì chứ. Qua cua là không kêu anh em, mà chừng nào nặng mới kêu thì chục bô nó vậy đó các bạn, chừng nào nặng nó mới gống anh em ơi. Thì ghê không, rồi đang chắc lên sửa máy kéo tiếp các bạn. Rồi tới đầu ngang đó anh em, cái này chắc trẻ anh em ơi, mặt nắng nữa anh em. Rồi này dễ dở các bạn, quá tối này như nó không có nắng anh em ơi. Ồ nó bự anh em. Thì ba cánh này thì ít xỉu máy các bạn ơi. Ở đây thì anh em ở đây quay có một chiếc này các bạn, rồi chút mình chạy vòng bên kia mình gặp chiếc 100 các bạn. Thì nãy sư phụ chỉ đường đi. Vừa chiếc này xong chắc mình đi kiếm 100 đấu thực bơ của mấy gan các bạn. Hồi nãy thì có quay ảnh được chút rồi, rồi ảnh rồi ảnh đi chuyển bến khác anh em. Đây cắt chuyển bến xa xa không các bạn ơi. Đồng này không có cắt như mà liền ganh ha. Ở đây một chủ người ta nhiêu đó, cái tao bằng ở đây khuôn lô gì đó các bạn, một mấy 20 gì đó là đại chủ khác, cũng chủ đó hay là cũng chủ đó nhưng mà chỗ khác hoặc là đi chủ khác các bạn ơi, chứ không cắt cặp. Thì ở đây nói chung đất ở đây tao bằng mà nay nó bơm, mà nay nó xạ đó, bởi vì nó muốn xạ nào muốn cắt nào vậy cắt các bạn. Ở đây thì bằng 2 vụ nghe anh em, trồng này 2 vụ, trồng này mới thấp. Mùa này là mùa nước đó các bạn ơi, mà mấy mùa trước có nước á thì ở đây mắc bè, còn bữa nay nước chưa tơ lên á, đây còn khô. Cũng mừng cho mấy anh làm nghề máy đấy các bạn, gặp mà nắng nước thì bè cực lắm anh em ơi, tài xế thì mất thời gian, anh em hứng lúa thì mệt. Rồi đang vô các bạn, mấy chiếc máy hổm gài mình cũng quay nhiều, mà mình quay chỉ là máy bên bình thường, bên tốc độ thôi á. Xuống đây tới đây mới biết là bây giờ bên tới mà đấu chụp bô luôn đó anh em. Chụp bô thì anh em cũng biết máy cắt chụp bô nó rất là động cơ rất là quan trọng cái chụp bô á, mà mấy thụ này ra dám đấu chụp bô vô là cũng dân xài máy ghê lắm anh em ơi, thật sự rất là ghê luôn á. Rồi đang ghe cho bỏ lúa vậy các bạn ơi.